Xin chào các bạn đã quay trở lại với Phố Ăn Chơi. Và ngày hôm nay mình đã mời được anh Vinh ngồi vâng, đây. Và không mời thằng Hải, mày biết là mời thằng tao. Hôm nay mình với anh Vinh ngồi đây để tâm sự một vài góc nhìn khác của anh Vinh với mọi người. Góc nhìn cái gì? Nói chung đây là video, một trong những video cuối cùng tôi ở Hà Nội làm video cho các bạn. Bởi vì là tôi sẽ chính thức di chuyển vào Hồ Chí Minh và sẽ không còn sống ở mảnh đất hình chữ S. Ồ, chết nhờ. Nói thế. Không phải ở mảnh đất hình chữ S thì chỉ có ra ngoài hành tinh này thôi. Lộn, ý tôi là không còn ở gần Lăng Bác nữa. Đấy. Và tôi sẽ đến với thành phố mang tên Bác. Không, đừng có video cuối cùng, không được như thế. Em sẽ vào Hồ Chí Minh quay về xoay. Ta bảo gần cuối cùng ngồi ở đây mà. À ừ, lần cuối cùng ngồi đây, em xin lỗi. MC rất hay cãi rồi. Intro. Bây giờ em sẽ có hai phần ngày hôm nay, mình sẽ quay hai phần. Một phần đầu tiên là tâm sự, tức là em sẽ tâm sự với sếp. Xong phần thứ hai là em sẽ có tâm sự với em. Vâng, không, nhưng mà phần thứ hai sẽ là các bạn hỏi. Hôm qua em có ask các bạn hỏi rất là nhiều với anh. Các bạn hỏi và anh trả lời, được không? Ok, câu hỏi đầu tiên em dành cho anh là với cương vị là một người sếp, với nhân viên, thì có những lúc mà anh cáu hoặc là những cái khi mà các bạn ấy làm những cái gọi là hành động mà như không cho tổ gì kiểu nó không được hài lòng sếp ấy, thì sếp rất là cáu, đúng không? Em muốn hỏi là sếp làm cách nào để kiềm chế cái cơn giận đấy, cơn cáu đấy, và sếp giải quyết nó như thế nào? Thương con như dân, lúc nào anh cũng đau đáu trong lòng là phải thương dân như con. Thương con như dân mà. Không, thương dân như con, nhưng sao lại thương con như dân? Sếp vừa nói thế sao? Thì đấy, thì đối với anh thì là anh là người đã từng trải, nên anh biết là kiểu gì mình phải đã từng trẻ trâu, phải có sai lầm thì mới trưởng thành. Vì thế nên là anh phải có một cái lòng bao dung và vị tha để tha thứ cho các bạn, bởi vì cho các bạn có cơ hội để sửa sai và làm lại. Nhưng mà với một số người, ví dụ như chút tôi chẳng hạn, Chúa tha thứ được cho mày nhưng tao thì không. Hàng này các bạn ạ, tôi cho nó cái phiếu đi xem Gao Xanh Gao Đỏ trị giá 2.6 triệu. Nó ngủ quên. Và nó ngủ quên. Mà vấn đề là nó biết chuyện này rồi, tức nghĩa là trưa nó gọi điện là bây giờ đến được không nhỉ? Còn nó ngủ tiếp. Có cáu không ạ? Các bạn có bực không ạ? Đôi khi rất nhiều người còn email xin chữ ký và mua chữ ký, bảo anh ơi em sẵn sàng trả 1.5 triệu để xin được chữ ký. Đó. Đấy không? Đó. Còn rất nhiều những cái sai lầm. Kể về phát đi chẳng hạn. Tối đi uống rượu với em không? Editor Kevin Show, mình đã từng cho phát nghỉ một tuần ở nhà. Với hai option, một là đi làm, hoặc hai là mày nghỉ luôn đi. Tại vì sai quá nhiều, mà sai mấy cái lặt vặt là sai chính tả. Đúng, sai chính tả. Xong rồi edit thì rất là kiểu là bộp giật. Nói chung là nó chộp giật, kiểu là nó bộp không chộp, bộp chộp. Không được tử tế. Đúng. Đấy, rất là cáu khi mà mình phải đi gọi là đi các bạn chỉ là đấy, mình phải đi bốc thức ăn như này này, thì là quyết định là cho ở nhà suy nghĩ kỹ trước khi đi làm. Và đấy chính là cái lòng vị tha của anh, thay vì anh đuổi bảo mày cút luôn đi chẳng hạn, thì anh bảo em phải suy nghĩ thật kỹ, nếu muốn làm nghiêm túc công việc này em phải xem lại bản thân mình. Đấy đấy nhá, sếp cáu những người khác, nhưng mà những cái người mà bên cạnh đấy, như kiểu em nhỉ, em ngồi em tự nhiên em thấy tự nhiên đùng hôm sếp cáu, sếp chửi loại hết cả phòng lên, sợ chứ, sợ lắm. Nhưng mà sếp chửi xong rồi sếp lại trêu, sếp lại cười. Tại mày chưa thấy anh mà chửi như thế nào nữa. Thế chắc là thời gian của tôi chưa đủ để trải nghiệm điều này. Rồi, câu hỏi thứ hai dành cho anh này này. Các bạn cứ bảo là sếp Vinh kiểu hay sát gái, cứ thỉnh thoảng cứ động tay động chân với con gái kiểu lợi dụng ấy, thì nó có đúng không? Với cả là anh sẽ giải thích cái việc đấy như thế nào kiểu đối với anh ấy, tại vì các bạn xem clip nhiều sẽ thấy là tôi rất hay hôn các nhân viên nam ở văn phòng mình, đúng không? Hôn nhân viên nam, hôn nhân viên nam, mình hôn các bạn editor văn phòng mình hôn cả súp heo. Còn rất nhiều người khác tôi đã hôn rồi. Đấy là một cái cách để anh thể hiện tình cảm, là đấy, mình quý, yêu quý ai thì mình sẽ như thế. Các bạn thấy không, tôi chỉ làm thế với nhân viên nam thôi. Còn đấy, nhân viên nữ thì tôi cũng chỉ giỏi lắm rồi nhé. Khoác vai, khoác tay thôi, nó chỉ là những cái gọi là đúng, cử chỉ anh em bình thường thôi. Body language nó rất là... Thì các bạn sẽ thấy rằng là đấy là cách tôi thể hiện tình cảm. Bởi vì anh chia sẻ câu chuyện thật, bởi vì ngày xưa sếp cũ của anh đã từng như thế. Ngày xưa anh đã từng hôn má anh. Thế tuy nhiên hồi anh đến mới học sinh viên, anh cũng chưa bao giờ nghĩ về những chuyện đấy. Nhưng anh mới thấy, ồ, thực tế ra là anh rất là quý mình. Đơn giản nhá, tôi xem phim của Pháp, người ta chào nhau, người ta hôn má nhau. Thôi, có vấn đề gì đâu, đấy chỉ là một cái biểu cảm xúc bình thường. Còn nói thật các bạn nhé, mà sexual harassment thì các bạn đã gào rú như một con thú hết lên rồi, chứ làm gì đến lượt mà tôi đang ngồi đây, đúng không ạ? Đấy. Rồi. Đấy, nó đơn giản chỉ là cái cách sếp thể hiện với cả nhân viên cái tình cảm là anh em trong văn phòng thôi, không có cái gì cả, không phải là lợi dụng, không phải là sát gái. Nếu lợi dụng thì con Linh nó nói là các bạn ạ. Ủa,
Không. Thì đang bảo là nếu mà lợi dụng thật thì em phải nói chứ. Em sẽ kêu lên. Đúng rồi. Vừa nãy anh có bảo là đây là video gần cuối khi mà anh ngồi ở đây để làm video đúng không? Thì sắp tới anh sẽ đi vào Hồ Chí Minh. Đấy, có một vài bạn hỏi là ơ thế anh Minh có dự định là sẽ mở thêm văn phòng ở trong Hồ Chí Minh chi nhánh mới của Vật Vờ hay không? Và kiểu nếu mà mở trong đấy rồi thì anh có tuyển thêm nhân viên hay là... Có. Bọn mình đang ứng tuyển các rất nhiều vị trí từ VJ, editor, các kiểu thể loại. Thì các bạn muốn ứng tuyển vị trí nào các bạn có thể gửi CV và cái địa chỉ email đang hiển thị ở trên màn hình nhá. Trong đó ghi rõ là vị trí bạn muốn ứng tuyển kèm với CV các bạn. Nếu mà làm VJ thì phải gửi video giới thiệu bản thân. Làm editor thì các bạn có thể gửi video bạn đã từng edit. Bạn làm design thì bạn có thể gửi hình ảnh đã design. Làm fanpage thì gửi content vân vân nhiều á. Nói chung là cứ gửi sản phẩm cho sếp và sẽ đúng sẽ rồi. Xem. Và nhớ là phải đăng ký đúng chi nhánh nha. Rồi thế ngoài cái dự định đấy ra, xong cái lúc mà sếp mở văn phòng trong đấy rồi thì sau đấy sẽ có những cái dự định khác nữa không? Có người yêu phản chủ. Các bạn ấy hỏi em là anh có người yêu chưa? Anh chưa có. Anh có vợ người yêu. Anh chưa có người yêu, buồn ghê. Anh có vợ chưa? Có rồi. Đấy. Đấy nhá mọi người nhá, anh có vợ rồi. Hai cái này khác nhau mà. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Nói đùa vậy thôi chứ kế hoạch của mình là mình sẽ không ở Sài Gòn quá lâu. Mình chắc thì ở một thời gian có thể là một năm thôi xong mình sẽ về. Mình không quá thích cuộc sống ở Sài Gòn bởi vì nó quá là kiểu xô bồ, tấp nập và kiểu nó vội vã quá. Mình thích kiểu sống chậm chậm kiểu ở Hà Nội hơn, nó cảm giác chill hơn. Nhưng mà mình nhận thấy là mình ở Hà Nội mình chả chơi mẹ gì cả. Mình nghĩ là mọi người có những cái bài post là Hà Nội mùa thu làm gì, đi ăn cốm rồi đi uống cà phê, đi ăn bá phát phở rồi này nọ kia. Nhưng mình chưa từng một lần trong đời mình ở đây 20 mấy năm mà rồi mình chưa từng. Sếp nên đi một lần, thích cực mua thỉnh thoảng nha, đi buổi sáng. Đấy lý do tại sao mà cho nó làm ít video các bạn. Đấy. Tại vì nó mắc lo đi trải nghiệm mấy cái đấy rồi. Tại vì thích lắm, tại vì cái mùa này là không phải lúc nào cũng có được. Mình thì chưa từng có trải nghiệm và kỷ niệm đấy bao giờ, mình chỉ có lo đi làm thôi thì mình chưa biết là liệu Sài Gòn có hay không. Nhưng mà có một thông tin là nếu mà Sài Gòn mà mình đi trải nghiệm đấy, mình sẽ làm video đăng lên phố ăn chơi đi trải nghiệm cái chỗ ăn chơi ở Sài Gòn. Và sẽ nhớ là sẽ unbox văn phòng mới trong trong Sài Gòn nha. Đấy, sếp vừa bảo là ngoài này không chơi nhiều. Thế trong Sài Gòn sếp chơi những cái gì? Bây giờ thì giấy đầm này. Sau Sài Gòn có mấy cái hay như kiểu là đánh golf trong nhà, kiểu là nhưng mà kiểu đèn led neon đẹp. Xong rồi ở Sài Gòn có rất nhiều quán cà phê, những cái chỗ view rất là đẹp bởi vì rộng hơn nhiều so với Hà Nội. Đi phải rất là xa chẳng hạn. Rồi bên cạnh đấy thì cái thời tiết của Sài Gòn cũng dễ đi ăn chơi hơn. Hà Nội ví dụ như lạnh quá không đi được, mưa gió thì ở Hà Nội sẽ chơi cái gì? Bia. Thế thôi á, chắc chắc không có thế thôi á. Thế thôi. Thế thôi á. Lần cuối cùng mà mình đi club giấy đầm với Thương Tinh chắc là phải tính bằng năm rồi. Nhưng mà công nhận club ở trong Hà Nội em thấy nó cứ đắt đỏ quá ấy. Không, chả phải đắt đỏ hay không, nhưng mà vấn đề là khi mà mình đi làm ấy, cái việc mà mình đi club mình chơi bời ấy, sang hôm sau mình lại đi làm mình rất là mệt. Nên mà mình đã dành ở Hà Nội là đi cày SML rồi, mình không có hứng thú về việc là muốn đi chơi bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc làm việc của mình. Rồi, vui thế đủ rồi, thế khi mà sếp buồn thì sếp làm gì? Buồn thì mình sẽ tìm một số cái niềm vui để mà chuyển DJ mới đấy. Thật ra mà khi buồn, điều đầu tiên là mình đọc truyện tranh. Mình mua rất nhiều truyện tranh ở nhà. Mình đọc gần đây mình đang mua cái bộ Đội Quân Nhí Nhố. Mình đang đợi mua full cái bộ Doctor Slump. Rồi ngoài ra thì mình sẽ xem phim. Mình có sở thích là xem phim bởi vì phim dạy cho mình rất nhiều bài học trong cuộc sống, giá trị cực kỳ nhiều. Ngoài ra thì mình có tìm được một số loại cây mà giúp cho người ta vui như thế này này. Đấy, khi người vào nó sẽ tạo cảm giác mình xả stress hơn. Nói chung ấy, nó là thảo dược ấy mọi người, kiểu thảo dược để giúp cho tinh thần nó đốt nến thơm. Hương lơi, đúng. Đấy, nói chung là mình hay dùng mấy cái kiểu như vậy, gỗ thơm, nến thơm, nói chung là cái mà hay đốt ở trong nhà. Sếp thích kiểu khi mà sếp stress này, sếp buồn là sếp sẽ dùng những cái gọi là nó tạo ra cái mùi hương. Đúng không? Vui vẻ cho hơn, mình, để cho mình nâng cái cảm xúc mình lên đúng không? Exactly. Thế bây giờ đến phần thứ hai. Hỏi thế thôi, hỏi thế đủ rồi. Đến phần thứ hai các bạn hỏi nhiều cực. Có bạn hỏi em là anh có phải người ngoài hành tinh không? Chính xác, anh là người xây ra. Thực tế ra thì lần đầu tiên mà khi anh xuống đây, anh thấy anh có cái sẹo này đúng không? Sẹo trên đầu này. Hình chữ Z. Cái sẹo này của anh là hồi xưa lúc anh xuống đây sau anh bị ngã. Thì xong là tạm thời bị mất trí nhớ. Chứ còn ban đầu mục tiêu anh xuống đây là hóa khỉ đột, sau đó là tiêu diệt trái đất. Nhưng mà sau đó là anh bị mất trí nhớ, anh quên điều đấy và anh sống ngày càng lương thiện hơn. May là mất trí nhớ không thì sếp cũng âm mưu to lắm. Đúng rồi các bạn, đáng là trái đất bị tận diệt rồi đấy. Nhưng mà may là tôi bị mất trí nhớ. Hồi đấy kể luôn cái vết sẹo trên đầu của mình ấy nhá.
năm đấy là cấp 2. Mình ngày xưa nói thật với các bạn là từ năm cấp 1, cấp 2 mình chỉ chơi với con gái là chủ yếu thôi. Wait a minute. Thì bọn anh chơi cái trò đuổi bắt. Và xong rồi nó xoẹt phát đầu anh. Không, anh chạy lùi. Sao anh bị vấp, anh ngã đập đầu xuống sân trường. Mà sân trường ngày xưa toàn làm bê tông, nó cứ lồi lõm ấy. Thế là máu me be bét như này này. Kiểu cầm lên thấy máu me be bét thế là phải lên đi khâu. Ôi mấy dạ. Mũi ở trên phòng y tế của trường. Người ngoài anh tinh tự hủy và đã biến trở thành người bình thường rồi đấy. Chính xác, chính là nhờ vụ đấy. Đấy, các bạn cứ hỏi là anh có người yêu với có vợ chưa, với cả sao đang có vợ không... chưa có người yêu. Tiếp. Với cả anh không update gì với cả chị. Mình không bao giờ thích đăng những cái thông tin đấy bởi vì mình cảm thấy rất là mất thời gian. Bởi vì cả mình và chị ấy đều không ai thích đăng những cái thông tin kiểu như vậy. Mình thích sống kiểu là cái gì nhỉ? Private. Smart key, à low key. Low key. Nhưng mà thế thì sếp cũng sẽ không thích kiểu chia sẻ những cái thông tin về gia đình của mình lên. Chính xác, không thích. Tại vì mình cảm thấy là việc đấy là các bạn sẽ đọc một cái bài phỏng vấn của mình ở trên cà phê F có nói rồi, đó là mình thấy cái việc đấy biến mình thành giống con khỉ ở trong đạp xiếc hơn. Mọi người đi qua ném một vài câu chửi bới này nọ kia, làm video người ta chửi cho đủ hay sao mà lôi cả nhà mình lên cho người ta chửi. Thế nhưng mà khi mà sếp vào Sài Gòn khoảng độ 1 năm như vậy thì sếp vẫn để gia đình ở đây đúng không? Xong đúng rồi, làm sao mang gia đình theo được vì mình vào đấy đi cày mà, chứ không mình vào đấy để sống tận hưởng. Nhưng mà thế thì anh sẽ quan tâm với cả chăm sóc gia đình như thế nào? Quan tâm online. Bây giờ đến đi chùa, người ta còn đi chùa online, người ta lên thắp hương online được. Hay là mày có biết cả cái app gõ mõ của thằng Dương không mẹ? Tại sao lại bây giờ lại không thể, đúng không? Quan tâm thì mình quan tâm online được mà. Tiếp câu tiếp theo, anh Minh có đầu tư coin hay cổ phiếu hay chứng khoán không? Mà sắp tới anh có thể làm thêm về các chuyên mục đấy được không ạ? Toàn nó chơi mình thôi, và các bạn đừng chơi nó nhé. Người không chơi là người thắng, người chơi chắc chắn là người thua, xui kèo. Nhưng mà có một lời khuyên là ngay lúc này đừng nên mua gì cả. Mình cảm thấy nó vẫn chưa chạm đến cái đáy đâu. Các bạn vẫn có thể chờ đợi được. Đối với mình thì cái cách mình đầu tư bây giờ nó rất là khác rồi. Khi nào rảnh mình sẽ có một video. Nhưng đại khái là mình xem nó là một cái tích sản. Mình cứ mua gom từ từ. Mình không xem hàng ngày xem là giảm tăng như nào cả. Mình cứ bỏ một chút tiền vào, mình gom dần. Xác định cho vòng vài năm tới. Các bạn hỏi là sếp sưu tầm điện thoại à? Đúng, mình sưu tầm điện thoại. Hiện tại mình đã có, mình nghĩ có thể rơi tầm khoảng gần 100 cái rồi. Loại của 100 cái điện thoại thật đấy. Nhưng mà sếp sẽ dùng chính mấy cái điện thoại? Dùng chính là khoảng 3-4 cái thôi. Nhưng mà sau này cái mục đích của anh là khi mà năm tầm khoảng 35-40 tuổi gì đấy, mình có điều kiện rồi, anh sẽ mở một quán cà phê rất to và trưng bày các sản phẩm đấy cho mọi người đi uống cà phê và được nhìn lại cái quá khứ lịch sử của sản phẩm công nghệ như thế. Triển lãm điện thoại. Đúng rồi. Mình muốn tự làm từ đôi bàn tay của mình, từ cái đam mê của mình. Mà mình tin là không có một bạn nào ở Việt Nam làm cái đấy. Nhưng mà sếp sẽ mở Hà Nội hay ở Hồ Chí Minh? Ở đâu có lâu mới nói. Anh Vinh gia nhập bộ môn bài ma thuật từ khi nào thế? Từ 500 rồi, thì chết là tao thua rồi. Mình bắt đầu chơi từ những cái ngày đầu mà mình học cấp 1, chắc khoảng lớp 3, lớp 4 gì đấy. Ủa lâu phết rồi đấy. Khi mà mình là lần đầu tiên đọc truyện Yu-Gi-Oh, xong rồi ra cổng trường mua mấy cái bài giấy. Xong rồi nên khi mà mình đi học thêm tiếng Anh thì mình đến lớp tiếng Anh và được học hỏi, trao đổi từ những cái đó, rất là thích. Anh Vinh có bao nhiêu cái mụn ở trên mặt? Không có cái nào cả, bây giờ toàn sẹo thôi. Chỉ có sẹo thôi, có mụn nữa. Các bạn biết chỗ nào bán bàn là thì các bạn chỉ đúng không? Anh quay vlog đi ăn được không? Vì là anh hài hước quá. Thì đấy, đợt này vào Sài Gòn thì mình có thời gian mình đi khám phá những chỗ mới thì mình sẽ làm, xua kèo. Mình sẽ kiếm thêm mấy bạn gái xinh xinh dẫn mình đi, nhưng mà mình đi mình chả biết ăn đâu. Anh thích thể loại nhạc gì? Đối với mình thì mình không có thể loại nhạc mình yêu thích. Mình có một cái thú vị này, những cái bài nào càng hot ấy, mình càng không nghe. Thấy không? Ví dụ cái bài gì của Mono mà hot vật lờ nhưng mình chưa nghe trọn vẹn bài đấy luôn, mọi người mở mình nghe ké, còn chưa bao giờ từng là mình chủ động nghe. Em cũng thấy thôi, kiểu nghe nhiều quá thành ra tự nhiên mình thuộc ấy, xong rồi mình lại phải nghe lại bài đấy. Anh là chỉ chờ đến khi nào mà nó phải hết hot, khoảng 3-4 tháng sau anh bắt đầu nghe. Ví dụ như vừa rồi anh mới bắt đầu nghe cái bài cái gì bên trên tầng lầu. Nhưng mà bài đấy hay mà, bài đấy hay. Nhưng mà đến tận vừa rồi anh mới nghe. Cái đấy tầm khoảng vài ngày mới nghe, còn trước đó không hề nghe. Sếp Vinh có giàu không? Có, mình cực kỳ giàu tình cảm. Trái tim của mình có thể chứa được hàng trăm nghìn ngăn ở trong này. Chiều cao của sếp là bao nhiêu? 170cm, chuẩn chỉ luôn. Sao sếp bảo em là 169? Tại số đẹp. 69 đẹp hơn mà. 69 đẹp hơn sao, nhưng mà nếu mà chuẩn là 170cm, không lệch một phân. Vinh xô to không hay còm nhom? Xô của mình khá to, và khoảng mười mấy bạn gái đều xác nhận điều đấy rồi. Kinh quá nhỉ. Ngoài nói thật, nói chung là sếp Vinh là một người rất là vui tính. Thực sự rất là vui tính, và ở trong văn phòng khi mà không có sếp ý, mình thấy mới buồn. Còn có sếp là kiểu sếp sẽ lôi mút của mọi người lên để làm việc sẽ tốt hơn và hiệu quả hơn ấy. Cho nên là em mong là khi mà sếp vào trong Hồ Chí Minh, sếp cũng kiếm được những cái bạn nhân viên cũng nhiều năng lượng như bọn em. Đấy, và sẽ có những cái cuộc giao du kiểu đi trip từ Hà Nội vào Sài Gòn, thăm văn phòng chẳng hạn, hoặc là làm quen với nhân viên mới trong Sài Gòn.
cũng hay, okay, đúng không? Nói chung sẽ Sài Gòn đối với mình là một cái dự định hoàn toàn mới và mình thì là một người luôn luôn chuẩn bị rất kỹ trước khi làm một điều gì đó, nhưng đối với mình cái chuyến đi hành trình lần này nó có quá nhiều điều mà mình chưa nhìn rõ được là sẽ như thế nào, nhưng mà nó là một cái thử thách mới để cho mình bắt đầu. Và hy vọng là chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều những nội dung khác hấp dẫn hơn nữa, thì anh em phải chờ đợi trong tương lai. Hẹn gặp lại các video lần sau. Bye bye. Mà mọi người muốn review thêm về bạn nào, về nhân vật nào nữa thì hãy comment. Review link đi, review link đi. Ok, link cũng được. À, okay. Ta quay số sau. Video tiếp theo nào. Số sau. Ok, số sau.